Xin chào tất cả các quý khách hàng. Ngày hôm nay thì Huế quay lại livestream với một cái chủ đề, đó là hỏi đáp về những cái bộ sản phẩm V-Line của tuần này. Thì tuần vừa qua thì Huế đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các chị hỏi khi mà đã sử dụng sản phẩm V-Line, hoặc là những chị thắc mắc đến những cái hiệu quả cũng như là cái tính năng tác dụng của bộ sản phẩm V-Line, là cái bộ sản phẩm mà giúp thon gọn mặt và trẻ hóa xóa nhăn toàn bộ cái vùng cơ mặt của các chị. Thì hôm nay thì Huế sẽ tổng hợp tất cả những cái câu hỏi đó của các chị trong tuần vừa qua, và Huế sẽ làm cái video này để giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các chị, giúp cho các chị có thể hiểu rõ hơn về cái bộ sản phẩm V-Line của tập đoàn December nhé. Huế nhắc lại, cái sản phẩm này là Huế chuyên phân phối cho các spa và các thẩm mỹ viện. Và với cái liệu trình mà trẻ hóa xóa nhăn ở tại spa và thẩm mỹ viện 14 buổi như thế này, thì Huế nhận thấy rằng là cái hiệu quả của sản phẩm rất là cao, mặc dù là các kỹ thuật viên cũng chỉ thực hiện bằng tay thôi. Nhưng mà khi mà các chị sử dụng ở tại nhà thì có rất là nhiều những cái thắc mắc đặt ra. Và bây giờ Huế sẽ lần lượt giải đáp toàn bộ những cái thắc mắc đó của các chị trong tuần vừa qua với cái bộ sản phẩm V-Line Magic Therapy của tập đoàn December Huế đang phân phối nha. Rồi ok, đầu tiên là Huế xin trả lời câu hỏi của chị Phạm Thúy. Chị Phạm Thúy hỏi: em ơi, bộ trị liệu này có tác dụng thon gọn mặt thực sự hay không? Vì chị đã dùng một số những loại kem nâng cơ mặt cũng đắt tiền nhưng không thấy có kết quả, chị thấy nản quá. Dạ rồi, em cảm ơn câu hỏi của chị Phạm Thúy. Trước mắt thì em Huế cũng giải thích một chút về cái cơ chế tác dụng của cái bộ sản phẩm V-Line này. Huế cam kết luôn là nếu như mà chị nào đã từng sử dụng những cái sản phẩm kem nâng cơ thì khi mà chuyển qua sử dụng cái bộ sản phẩm V-Line này thì sẽ có một cái sự cảm nhận thay đổi hoàn toàn là khác. Bởi vì những cái sản phẩm kem nâng cơ thì nó tác động vào cái vùng dưới, cái tầng sâu ở da, ở lớp trung bì. Thế nên là các chị sẽ thấy là cái hiệu quả của nó phải có một cái thời gian nhất định thì mới có hiệu quả. Hai nữa là cái chất kem khi mà đưa vào trong cái vùng da của các chị thì nó sẽ hoàn toàn khác với những cái chất mà trong cái bộ V-Line này. Bộ V-Line này được chiết xuất từ cái chỉ vàng nano. Và cái chỉ vàng nano này thì nó giống như một cái chất keo định hình. Vì khi mà các chị sử dụng cái chỉ vàng nano có cái chất PDO ở trong này thì nó sẽ có hai tác dụng. Tác dụng đầu tiên là nó sẽ căng lại toàn bộ những cái nếp nhăn ở trên bề mặt của các chị và làm thon gọn ngay lập tức những cái phần nọng cằm hay là những cái phần mà ở trên cái vùng mặt của các chị nó đang bị chảy xệ, trùng nhão, hoặc là những cái phần mà những cái nếp nhăn ở phần rãnh cười của các chị, ngay lập tức nó sẽ căng ngay lần đầu tiên khi các chị thực hiện. Tác dụng thứ hai là nó sẽ có một phần chỉ vàng nano, nó sẽ xuyên bì đi sâu vào tầng lớp trung bì của da và nó tăng sinh lại lượng collagen elastin, và nó kết nối những cái lượng collagen elastin đã bị thiếu hụt ở cái vùng dưới vùng trung bì của các chị và giúp cho những cái vùng đó nó sẽ căng trở lại. Thì khi những cái sợi collagen và elastin được phục hồi trở lại thì những cái nếp nhăn dần dần nó sẽ được đầy dần lên. Đó là cái tác dụng thứ hai của cái sản phẩm này. Và cái tác dụng thứ ba của sản phẩm là khi mà ngoài cái việc mà có cái chỉ định hình chỉ vàng nano thì sản phẩm còn có một cái mặt nạ định hình nữa. Cái mặt nạ định hình này nó sẽ có cái tác dụng là nó giúp kéo dài được cái thời gian mà trẻ hóa và căng toàn bộ cái vùng da mặt của các chị khi sử dụng cái chỉ vàng nano này tác động vào vùng dưới sâu ở dưới bề mặt da. Chính vì thế, cộng với cả ba cái tác dụng đó kết hợp thêm những cái chổi định hình như thế này nữa thì sẽ giúp làm cho cái vùng mặt của chúng ta nó sẽ lập tức nó được căng lên, trẻ hóa và xóa nhăn ngay khi mà chúng ta thực hiện ngay lần đầu tiên nhé các chị nhé. Nó khác hẳn với cách mà các chị đang sử dụng cái kem, những cái kem nâng cơ hiện nay ở trên thị trường. Đó là lý do tại làm sao mà các spa và thẩm mỹ viện hiện nay họ đang áp dụng rất là nhiều cái liệu trình này để cho khách hàng. Và các chị có thể không tin Huế thì các chị có thể test nửa mặt. Nửa mặt bên này các chị có thể sử dụng cái sản phẩm này, còn nửa mặt bên này các chị để nguyên. Chỉ sau 2 buổi thôi là các chị sẽ thấy hiện tượng mặt của các chị sẽ bị lệch luôn. Và toàn bộ những cái nếp nhăn ở bên này so với bên kia nó sẽ khác hẳn nhau nhé các chị nhé. Đó. Tiếp theo là câu hỏi của chị Ngân Hoàng. Em ơi, lúc sử dụng sản phẩm này có đau không? Chị rất sợ đau, bộ trị liệu này không xâm lấn, vậy sản phẩm giúp nâng cơ mặt bằng cách nào? Cảm ơn chị. Tức là cái sản phẩm này thì em mới khẳng định là mình chỉ có tác động ngoài da thôi, không có xâm lấn vào trong da. Ví dụ bình thường như khi các chị đi cấy chỉ hoặc là làm liệu trình hay phu thơ ma thì bắt buộc là phải tác động tầng sâu ở trong da. Chính vì thế nên là da của các chị sẽ có cái cảm giác rất là đau. Chị nào mà đã đi làm rồi thì sẽ biết cái cảm giác đó nó như thế nào. Thế nhưng mà riêng đối với sản phẩm này thì Huế khẳng định là bôi hoàn toàn bên ngoài, không xâm lấn vào da và hoàn toàn là vẫn có cái tác dụng giống như là chúng ta tác động vào trong da, nhưng mà nó lại không gây đau đớn và không có gây những cái tổn thương vi điểm ở trên da giống như những phương pháp cấy chỉ hiện nay nha các chị nhá. Đó, đấy là một cái mà Huế có thể khẳng định cho các chị.
Tiếp theo nữa là cái sản phẩm này giúp nâng cơ mặt bằng cách nào? Cái sản phẩm này thì nó nâng cơ mặt bằng cách là nó có cái chỉ vàng nano ở trong cái video đây. Trong này thì nó sẽ có cái chỉ vàng nano sẽ giúp ổn định và định hình toàn bộ những cái phần collagen, elastin đã bị thiếu hụt ở vùng da của các chị. Ngoài ra thì nó sẽ giúp căng lại toàn bộ cái lớp biểu bì ở phía trên, giúp cho những cái lớp biểu bì này nó căng lên và nó thon gọn lại toàn bộ những cái vùng mặt mà đã bị chảy xệ trùng nhão. Thì vừa dưới cái tác động vật lý của cái sản phẩm này, chúng ta sẽ tác động bằng cái cách là sử dụng cái sản phẩm này, mình sẽ đi theo cái đường zig zag như thế này. Sau đó thì chắc các chị sẽ tác động bằng lực cơ học là bằng cái chổi định hình. Các chị quét đều toàn bộ lên trên vùng mặt như thế này. Thì khi mà các chị sử dụng như vậy, cố định cho em Huế tầm khoảng 10 phút. Tiếp theo là chúng ta sử dụng cái mặt nạ định hình. Mặt nạ định hình này thì nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ giúp cố định cái vùng gương mặt của các chị và làm căng toàn bộ những cái nếp nhăn ở mức tối đa, duy trì được cái thời gian trẻ hóa cũng như là duy trì được cái thời gian giúp cho toàn bộ cái vùng da mặt của các chị nó được căng một cách tối đa nhất. Thì khi mà các chị sử dụng chỉ tầm khoảng 14 buổi thôi là các chị thấy là gương mặt của mình hoàn toàn là được trẻ hóa, xóa nhăn và cái sự cải thiện nó lên đến 80-90% so với khi mà trước khi các chị sử dụng sản phẩm này nhé các chị nhé. Rồi tiếp theo là câu hỏi của chị Linh Nga. Bộ trị liệu này được dùng nhiều ở spa, thế mình có tự làm được ở nhà không và cách sử dụng có dễ dàng không? Huế khẳng định với các chị là bộ trị liệu này thì nếu như các chị làm ở nhà thì hoàn toàn là có hiệu quả giống như chúng ta làm ở tại spa. Và các bước dùng rất là đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái chai gel này để massage toàn bộ da mặt. Tiếp theo nữa, sau khi massage gel xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ định hình, chỉ vàng nano và video này để chúng ta bôi lên toàn bộ vùng mặt. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái chổi này để chúng ta quét lên toàn bộ vùng mặt, những cái vùng mà có nếp nhăn. Một tay thì các chị sẽ giữ cố định cái vùng mặt này lên, một tay kia thì chúng ta sẽ quét toàn bộ cái gương mặt của chúng ta lên như thế này. Thì khi mà các chị sử dụng như vậy thì các chị sẽ thấy rằng là nếu như chúng ta làm nửa mặt thì chắc chắn là hiện tượng lệch mặt nó sẽ xảy ra. Và chúng ta ra làm thì sau đó thì chúng ta sẽ, em ấy sẽ tặng cho các chị một cái bát và một cái chổi như thế này để giúp cho các chị có thể dễ dàng pha cái mặt nạ định hình giống như là chúng ta làm tại spa nhé. Bát và chổi để pha mặt nạ định hình, sau đó chúng ta quét lên mặt. Như vậy là chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng ở tại nhà và kết thúc cái liệu trình này tầm khoảng mất 20 phút thôi. 3 buổi tối thì các chị làm cho em một lần và làm vào buổi tối để giúp định hình lại khuôn mặt. Em ấy chỉ lưu ý là khi mà các chị sử dụng thì các chị sẽ cố gắng là giữ cái khuôn mặt của mình không nói, không cười, không cử động trong cái thời gian làm, thế thôi ạ. Thì hiệu quả của nó giống như là các chị đi spa làm nhé các chị nhé. Rồi tiếp theo là chị Hoa Phượng hỏi kết quả của liệu trình chỉ tức tì thôi hay lâu dài, nếu lâu dài thì kéo dài được bao lâu? Vì chị từng đi cấy chỉ rồi nhưng kết quả không được lâu như ý. Dạ rồi, em cảm ơn cái câu hỏi của chị Hoa Phượng rất là hay ạ. Câu hỏi này thì em Huế trả lời là liệu trình này thì nó sẽ có tác dụng tức thì, tức là ngay khi các chị sử dụng, và nó có tác dụng lâu dài. Tức là như thế này, khi mà các chị sử dụng vào thì các chị sẽ thấy là gương mặt của mình sẽ được căng lên và các nếp nhăn nó sẽ được xóa ngay lần đầu tiên các chị thực hiện. Nhưng mà sau đó thì để mà duy trì được cái kết quả này lâu dài thì các chị phải thực hiện cho em liệu trình liên tiếp 14 ngày. Cứ 3 ngày các chị thực hiện cho em một lần. Và sau liệu trình 14 ngày này thì một bộ sản phẩm như thế sẽ giữ được cái sự trẻ hóa trên vùng da mặt của các chị là từ 1 năm. Và em Huế lưu ý nếu như các chị sử dụng kết hợp thêm với cho em Huế cùng với cái bộ V-Line này, một cái tinh chất căng bóng và một cái kem A cộng giúp trẻ hóa và xóa nhăn, chống lão hóa toàn tập như thế này, thì nó sẽ duy trì cho các chị được từ khoảng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi nhé các chị nhé. Chúng ta sẽ dưỡng bằng cái bộ sản phẩm V-Line này là 3 ngày chúng ta làm một lần, kết thúc liệu trình là khoảng hơn 2 tháng. Sau đó thì trong cái quá trình mà sử dụng cái bộ V-Line này thì các chị có thể sử dụng bổ sung ngay cho em Huế một cái tinh chất căng bóng và một cái hộp A cộng này để giúp cho cái quá trình sử dụng của chúng ta nó sẽ được kéo dài và duy trì thời gian lâu hơn các chị nhé. Sau đó thì 1 năm sau các chị lại sử dụng lại cho em một liệu trình như thế này. Và chúng ta có thể là không phải là 3 ngày sử dụng một lần, mà chúng ta có thể là 1 tuần chúng ta sử dụng một lần. Hoặc nếu như mà các chị mà muốn duy trì đẹp hơn nữa thì có thể là sau khi kết thúc một liệu trình này thì cứ hàng tháng các chị duy trì cho em mỗi 1 tháng chúng ta sử dụng một lần cái liệu trình như thế này, kết hợp với sản phẩm kem dưỡng mà em Huế vừa giới thiệu với các chị, thì kết quả hiệu quả của sản phẩm nó sẽ rất là cao. Và đặc biệt là nó sẽ duy trì lâu dài hơn, thời gian nó sẽ được lâu dài hơn nha các chị nhé. Chị Xuân có hỏi là
mới nhận được bộ sản phẩm V-Line, còn nhắn hỏi em trong lúc sử dụng sản phẩm có phải lưu ý gì để được kết quả tốt nhất không. Em ấy chỉ lưu ý là trong lúc mà sử dụng sản phẩm bộ V-Line này thì các chị, trong cái quá trình mà các chị bắt đầu làm từ cái bước mà thực hiện cái chỉ video này và cái mặt nạ định hình, là các chị không có cười nói và không có cử động cơ mặt để giúp cho toàn bộ cái vùng nếp nhăn của các chị được căng ở mức tối đa nhất và giúp cho cái sản phẩm này nó định hình được khuôn mặt ở cái mức tối đa nhất. Chỉ có lưu ý thế thôi nha các chị nhá. À, chị Đoàn Thị Năm hỏi, làm gần xong liệu trình rồi, chị sử dụng xong bộ này thì nên sử dụng sản phẩm dưỡng gì để gương mặt và da đẹp lâu dài nhất? À chị Năm ơi, nếu như mà khi mà các chị sử dụng bộ V-Line này thì các chị hãy sử dụng tiếp cho em Huế một cái tinh chất căng bóng và một cái bộ A cộng này để giúp duy trì sản phẩm được hiệu quả và lâu dài nhất. Các chị cũng có thể sử dụng liệu trình cái bộ căng bóng và cái bộ A cộng này song song với cái bộ V-Line thì các chị sẽ thấy rằng cái hiệu quả của sản phẩm nó sẽ rất là nhanh và các chị sẽ thấy bất ngờ về cái làn da của mình sau khi một liệu trình điều trị như thế này nhé các chị nhé. Rồi, và còn rất nhiều những cái câu hỏi của các chị nữa thì em Huế sẽ hẹn giải đáp cho các chị ở những cái lần livestream tiếp theo. Em tạm biệt các chị.